Trong video trước, Lâm Động đã giết chết Cổ Nhàm, sau đó tiếp tục tiến vào di tích tông phái Viễn Cổ. Nhìn cánh cổng đổ nát, Điều Gia liền hiện ra hỏi thầm, hắn nghi ngờ nơi này, cho nên hỏi cho chắc chắn có phải chính là ở đây hay không. Lâm Động khẳng định chắc nịch, bản mệnh linh phù của cậu cảm ứng với nơi này mãnh liệt nhất. Điều Gia nghe vậy liền tự tin, xem ra tổ phù rất có thể là ở đây, bọn họ phải mau chóng đi xem thử. Tiến sâu vào bên trong, Lâm Động phát hiện ra nơi này đã có người tới trước, cho nên bọn họ càng phải nhanh cái chân lên. Ở giữa một cái đại điện là nhóm người do một lão gia trưởng lão cầm đầu, Lâm Động nhận ra bọn chúng là người của Âm Khôi Tông. Càng không ngờ hơn là nơi đây lại có một tôn phù khôi cao cấp, lão gia kia chính là đang luyện hóa nó. Hàng ngon thế này, Lâm Động tuyệt đối không thể bỏ qua, càng không thể để hơi cho Âm Khôi Tông. Sau một hồi luyện hóa, lão gia cũng nở nụ cười, phù khôi cao cấp sắp tới tay rồi, lão phân phó thuộc hạ đi thông báo thiếu tông chủ. Tuy nhiên đám thuộc hạ còn chưa kịp đi bẩm báo thì Lâm Động đã đồng thủ giết sạch. Lão gia may mắn phản ứng nên kịp thời sử dụng một tay ngăn cản, Lâm Động nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, lão lập tức nhận ra lai lịch của cậu, xem ra Âm Khôi Tông bọn hắn đều nhận ra Lâm Động. Cậu lên tiếng yêu cầu xóa đi ấn ký tinh thần trên phù khôi, lão ta nghe vậy lập tức từ chối, Lâm Động cảm thấy không thuyết phục được nên nhanh chóng gia tăng uy lực. Xui xẻo là ấn ký phù khôi đã được kích hoạt, phù khôi đã nghe theo lệnh lão ta, cho nên lão tự tin cho rằng tiêu tử này xong đời rồi. Vừa mới dứt lời, Tiểu Viêm đã bất ngờ lao tới khống chế, dọa cho lão ta sợ chết khiếp, buộc phải hạ giọng xuống cầu xin. Lão buộc phải thu lại ấn ký trên phù khôi. Chỉ cho có vậy, Lâm Động nhanh chóng luyện hóa thu vào tay, đồng thời cũng không quên cảm ơn. Lão ta nghe vậy liền uy hiếp, cho dù lấy được phù khôi cao cấp thì sao chứ? Một khi thiếu tông chủ biết, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Nói tới đây, phía bên ngoài đã xuất hiện động tĩnh, Lâm Động lập tức mang theo con tin bỏ chạy. Thì ra người đi tới là Mộ Thiên Thiên cùng đám thuộc hạ của mình. Nhìn thấy đám người Âm Khôi Tông nằm la liệt dưới đất, nàng ta cũng thắc mắc, chẳng lẽ bọn họ đã lấy đi phù khôi cao đẳng rồi. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Đằng Lỗi cũng vang lên, hắn cho rằng thuộc hạ của mình bị đám người âm ma môn giết chết, cho nên vô cùng tức giận. Mộ Thiên Thiên nhanh chóng giải thích, vậy nhưng tên kia lại không nghe. Hai bên lời qua tiếng lại, đôi bà cô vẫn không đạt được tiếng nói chung, cho nên phải sử dụng biện pháp mạnh là động thủ. Cùng lúc, Lâm Động và Tiểu Viêm đã dẫn lão già đến một nơi khác. Vừa đi bộ, lão vừa không quên đe dọa, sao ra phù khôi cao cấp. Có lẽ Đằng thiếu tông chủ còn có thể tha cho cậu một mạng. Lâm Động không đáp lời, cậu chú ý tới phía dưới cầu thang, cảm giác phía dưới có thứ gì đó, cho nên cậu lập tức muốn xuống xem thử. Lão gia kia thấy vậy liền tỏ vẻ không muốn đi theo. Lão cho biết phía dưới là cửu u hàn khí, trừ phi là cường giả tạo hóa cảnh, nếu không ngay cả tinh thần lực cũng sẽ bị đổng vỡ. Lâm Động nghe tới đây liền ngạc nhiên, cậu tra hỏi lý do tại sao lão ta lại biết những điều này, vậy nhưng đối phương không chịu mở miệng. Thế là cậu phải sử dụng biện pháp mạnh là trực tiếp ném người xuống bên dưới, sau đó cùng với Tiểu Viêm đi theo. Lão trách mắng, nếu đã muốn tìm chết, hà cớ gì phải kéo theo mình. Lâm Động không nói gì, cậu cảm thấy hàn khí quả thực bức người, tuy nhiên Điều Gia lại tự tin. Hắn cho biết những hàn khí này không làm khó được. Nói rồi Điều Gia lập tức bộc phát thực lực tạo ra một lớp bảo hộ xung quanh Lâm Động. Lão già kia thấy Lâm Động không bị ảnh hưởng thì vô cùng ngạc nhiên. Lão cố gắng lao xuống tiếp cận, may mắn là bám được vào cái đuôi của Tiểu Viêm nên may mắn thoát được một kiếp nạn. Sau khi tiếp đất an toàn, lão mới thắc mắc hỏi thăm lai lịch của Lâm Động, vì sao có thể xuyên qua cửu u hoàn khí. Lâm Động không quan tâm, cậu và Tiểu Viêm lập tức tiến lên phía trước, đi tới một cái cột, Lâm Động lập tức ngỡ ngàng, chẳng có gì ở đây cả, điều này đồng nghĩa rằng tổ phù đã biến mất rồi. Cậu tức giận đâm xuống đất, trải qua nhiều năm khổ sở như vậy, vậy mà cuối cùng lại không có gì. Lão già kia thấy vậy liền mỉa mai, đầy hoang cổ bì đã mở ra nhiều lần, nếu thực sự có chí bảo gì, làm sao tới lượt tiểu tử hắn lấy được. Lâm Động nghe xong liền nhanh chóng chạy lại túm cổ lão, sau đó yêu cầu nói hết những gì biết ra ngoài. Lão cho biết, 3 năm trước đó, tông chủ Âm Khôi Tông đích thân ra tay đã đem chí bảo của nơi này về tông môn. Từ đó về sau, tông chủ vẫn luôn bế quan tu luyện trong tổng bộ. Quá tức giận, Lâm Động trực tiếp tặng cho lão một đấm vào mặt nằm ngã ngửa. Cậu không ngờ tổ phù lại bị người khác tới trước lấy đi. Tuy nhiên Điều Gia vẫn tự tin, bảo vật như tổ phù không thể bị luyện hóa tùy tiện. Tông chủ Âm Khôi Tông đó tuyệt đối không có bản lĩnh đó, cho nên cậu vẫn còn cơ hội. Nói tới đây, bản mệnh linh phù trên trán đột nhiên hiện ra. Lâm Động thắc mắc vì sao tổ phù đã bị lấy đi, vậy nhưng bản mệnh linh phù vẫn còn cảm ứng, cột đá màu đen trước mặt hình như có chút cổ quái. Lâm Động nhanh chóng tiến lại gần kiểm tra, vậy nhưng sau khi chạm tay vào lại không cảm ứng được. Cậu thử dùng sức đấm một chưởng, kết quả là không hề khiến cho nó một chút chảy xước. Điều Gia hốt hoảng khuyên ngăn, đây chính là tế đàn của tông phái Viễn Cổ, sao có thể tùy tiện bị phá hỏng, cậu phải bình tĩnh lại, dùng tâm dò xét. Những lúc như thế này tuyệt đối không thể lỗ mãng, tập trung tinh thần lực từ từ cảm nhận. Lâm Động nhanh chóng làm theo và quả nhiên cách này có hiệu quả, cả ba lập tức bị truyền tống tới một nơi khác. Trước mặt bọn họ vẫn là một cột đá, bên trên cột đá xuất hiện một thân ảnh, chính là lão già mà nhóm người Lâm Động đã gặp ở bên ngoài. Lão cho biết đã nhiều năm rồi, rốt cuộc cũng có người tới được nơi này.
Lão chính là chủ nhân đời trước của thôn Phệ Tổ Phù, biệt danh là Hắc Đồng Lão Nhân. Hắc Đồng Lão Nhân chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra lai lịch của con chuồn đen này là thiên yêu điều tiếng tăm lừng lẫy, tộc bá chủ của Thiên Nguyên Đại Lục. Lão ta cho biết, tổ phù bên ngoài đã bị người khác lấy đi, cho dù là vậy thì người đó cũng vĩnh viễn không thể nào luyện hóa được. Nếu muốn luyện hóa nó nhất định phải được lão công nhận. Nói rồi, lão lập tức mở mắt, ánh sáng sắc bén xuyên thấu vào con mắt của Lâm Đồng, lục lọi tất cả những ký ức của cậu, cuối cùng phát hiện ra mấu chốt đó chính là một khối thạch phù. Nếu các bạn chưa biết thì nó chính là tổ thạch có liên quan mật thiết tới tổ phù, cho nên mới giúp cho Lâm Đồng sinh ra cảm ứng. Lão cũng không ngờ Lâm Đồng lại có nhiều bí mật như vậy, nhưng đã có thể đến được nơi này chứng minh rằng cậu có duyên với thôn Phệ Tổ Phù. Nói rồi, lão lập tức lấy ra một lá phù văn màu đen đưa nó cho Lâm Đồng rồi nhắc nhở: nếu như tìm được thôn Phệ Tổ Phù thì hãy dùng cái này để phá phong ấn. Còn về việc tổ phù có nhận làm chủ hay không thì phải xem cơ duyên của cậu rồi. Tổ phù chính là thiên địa kỳ vật, có được sức mạnh bảo vệ thiên địa. Khi nhận được sức mạnh sẽ mang theo trách nhiệm của nó, có lẽ sau này cậu sẽ hiểu thôi. Sẵn dò xong tất cả những điều này, Hắc Đồng Lão Nhân cũng biến mất. Lâm Đồng không ở lại thêm nữa, cả ba nhanh chóng ra ngoài. Biết cậu thắc mắc vị tiền bối đó rốt cuộc là cường giả cảnh giới gì, còn không biết cường giả như thế nào mới có thể đánh bại được người cường đại như vậy. Điều ra cho biết, hắn cũng không rõ, vậy nhưng có thể trở thành chủ nhân của tổ phù tuyệt đối không chỉ là cường giả bình thường. Cho dù là chủ nhân tổ phù thì cũng không thể nào là vô địch vĩnh viễn. Có thể nói rằng, cường giả trong thiên địa này thực sự là nhiều như sao trời. Bây giờ đồ đã tới tay, việc trước tiên là rời khỏi nơi này trước đã. Cùng lúc này, ở phía bên ngoài vẫn là cuộc chiến kịch liệt giữa hai phe Âm Khôi Tông và Âm Ma Môn, đặc biệt là trận chiến của Mộ Thiên Thiên và Đằng Lỗi. Bởi vì Đằng Lỗi có phù khôi nên hắn vô cùng tự tin. Mộ Thiên Thiên thấy vậy vẫn không hoảng sợ, vậy nhưng còn chưa kịp đánh nhau thì Lâm Động đã xuất hiện cắt ngang, cậu và Tiểu Viêm chỉ là vô tình chạy qua. Nhìn thấy tiểu tử này đi từ trong ra ngoài, Đằng Lỗi liền hiểu ra vấn đề, hắn lập tức cho người truy đuổi. Mộ Thiên Thiên cũng đi theo xem thử. Vừa đuổi theo, Đằng Lỗi vừa cho phù khôi lao lên trước tấn công. Tuy có thể ngăn cản được bước chân của Lâm Đồng, vậy nhưng đổi lại thì hắn lại mất đi một tôn phù khôi. Hắn vô cùng tức giận, dù là như vậy thì vẫn không quên hỏi thăm chuyện phù khôi cao cấp. Lâm Đồng thẳng thắn thừa nhận là mình đã lấy đi. Tên kia nghe vậy chẳng còn nói gì nhiều, hắn tức giận cho thuộc hạ lao lên. Đáng tiếc là cả đám còn chưa kịp biểu diễn thì đã bị đẩy lùi. Qua tức giận, Đằng Lỗi muốn tự mình động thủ, vậy nhưng kết cục vẫn chẳng khác đám thuộc hạ là bao nhiêu. Biết tiểu tử này khó chơi, Đằng Lỗi liền chơi bài cùn, tập trung toàn bộ sức mạnh của đám người xung quanh tạo thành một đại trận. Lâm Đồng thấy vậy liền lấy ra bộ phù khôi, uy lực của phù khôi cao đẳng quá mạnh, nó dễ dàng phá hủy công kích từ đại trận, đồng thời dùng một đòn kết liễu bộ phù khôi của hắn. Hắn biết bây giờ đánh đã không lại nữa, cho nên chạy trốn là thượng sách. Lâm Đồng định cho phù khôi truy đuổi, vậy nhưng đáng tiếc là muốn sử dụng nó phải tiêu tốn thuần nguyên đan. Vừa rồi xuất thủ mấy lần đã tiêu sạch thuần nguyên đan của cậu rồi, cho nên Lâm Đồng đành phải để cho Đằng Lỗi chạy thoát. Cho sau này có dịp lại đi tìm người của Âm Khôi Tông tính sổ sầu. Rất nhanh sau đó, Mộ Thiên Thiên đi tới chúc mừng, đồng thời tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mặc dù bộ phù khôi cao cấp đã rơi vào tay của Lâm Đồng, nhưng điều đó cũng tốt, chỉ ít cậu ta cũng là bằng hữu của nàng. Nếu để cho nó rơi vào tay đám người của Âm Khôi Tông thì rắc rối to. Nghe Mộ Thiên Thiên nhắc tới mấy chữ Tào Hóa Võ Bi, Lâm Đồng liền hỏi thầm: Tào Hóa Võ Bi này là nơi chứa đựng võ học bí tịch của viễn cổ tông phái truyền thụ của đệ tử năm đó. Mà nếu có thể tiến vào cổ bi tu luyện, có khả năng sẽ thu hoạch được võ học cấp tạo hóa. Lâm Đồng nghe vậy liền ngạc nhiên, cậu từ chối lời mời gọi cùng nhau đồng hành của nàng. Lâm Đồng thẳng thắn từ chối, trước giờ quen hành động một mình rồi, hơn nữa trước đó đã đắc tội quá nhiều kẻ thù, sợ rằng sẽ mang tới phiền phức cho nàng ta. Mộ Thiên Thiên nghe vậy liền không tiếp tục níu kéo nữa, hai người nhanh chóng chia tay và hẹn gặp lại bên trong tạo hóa võ bi. Không chờ đợi thêm, ba người Lâm Đồng cũng lập tức xuất phát. Và tới đây thì tập phim cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.